Xin chào bạn, chào mừng đã quay trở lại VLab. Ngày hôm nay thì mình có mang đến cho bạn một chiếc máy mà mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn quan tâm trong suốt mấy ngày qua. Đó chính là chiếc Vivo IQ Neo, một trong những cái chiến thần gaming mới ở trong khu tầm trung từ 6 đến 7 triệu đồng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đánh giá một chút qua về từ ngoại hình cho đến hiệu năng của IQ Neo để xem rằng là nó mạnh đến cỡ nào. Và đương nhiên là khi mà mang một chiếc điện thoại ra so sánh thì chúng ta cũng phải có một cái đối thủ để làm tiêu chuẩn để mà so sánh. Thì mình cũng có hỏi những bạn ở trên group của Relab và rất là nhiều bạn muốn mình so sánh hiệu năng của chiếc IQ Neo này với cả một sản phẩm đến từ Apple, đó chính là chiếc iPhone 7 Plus. Vậy thì đâu sẽ là chiếc máy chơi game ngon hơn? Và liệu rằng chiếc IQ Neo với con chip Snapdragon 845 nó sẽ thể hiện như nào? Thì ngay bây giờ hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Mặc dù chiếc iPhone 7 Plus mình dùng để tham chiếu ngày hôm nay đã rất là ngon rồi, thế nhưng mà với những cái sản phẩm mà iPhone mới và chính hãng hiện tại thì mức giá của nó cũng không hề đắt một chút nào cả. Đặc biệt là đối với cả iPhone 8 và iPhone 8 Plus thì mức giá của nó đã hạ hơn khá là nhiều. Và nếu như bạn quan tâm những cái mẫu máy này kèm với cả những cái dịch vụ hậu mãi bảo hành rất là tốt thì hoàn toàn có thể là tham khảo tại website của Cellphone.net, và đường link mình sẽ để ngay ở cái phần mô tả bên dưới nhá. Và nói về iPhone như vậy thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc IQ Neo. Vậy thì chúng ta sẽ có gì đối với cả một cái chiếc máy mà trong phân khúc tầm trung nhưng lại có cấu hình rất là mạnh như này? Và nếu như mà nghe đến cái cấu hình này thì các bạn cũng sẽ dễ là liên tưởng đến một cái chiếc máy mà đã ra mắt khoảng một năm trước, đó chính là chiếc Pocophone F1 không nào. Các bạn sẽ có một cái chiếc máy với những cái họa tiết nó rất là sắc sảo. Các bạn hãy nhìn cái phần mặt lưng ở đây, chúng ta có những cái họa tiết caro, mình không biết gọi là gì nữa, có thể gọi là camo đi, thì nó đã khiến cho cái chiếc máy cho một cái cảm giác nó cực kỳ là rắn chắc và nó rất là kiểu gaming ấy. Mặc dù là cái máy này thì mình thấy rằng là nó cũng hơi có một cái độ dày thật, thế nhưng mà cái độ chắc chắn nó cho ra thì rất là hoàn hảo. Về phần mặt trước thì các bạn sẽ có một cái màn hình giọt nước với cái độ phân giải là Full HD Plus, cái màn hình khá là lớn với những cái phần viền nó cũng không được mỏng cho lắm. Vậy thì cái hiệu năng của chiếc IQ Neo này đối với cả iPhone 7 Plus thì sao? Đối với cả PUBG Mobile ở trên iPhone 7 Plus thì các bạn chỉ bật được cái mức đó là HDR, kèm theo đó là cái frame rate ở mức 30fps mà thôi. Thế nhưng mà cái FPS thực sự cho ra nó không thật sự là đều ở mức 30fps mà nó chỉ đều ở mức 28fps. Tất nhiên là đối với cả iPhone thì cái đồ họa cho ra lúc nào nó cũng là rất là sáng và rất là rực rỡ. Nói chung là khi mà mình chơi game ở trên chiếc iPhone 7 Plus thì cái đồ họa mình không có cái điểm gì phàn nàn cả. FPS trung bình của nó cho ra chỉ rơi tổng khoảng quanh 28fps. Tất nhiên là nó rất là ít có hiện tượng giật cục xuống, nó không thể nào đều được ở mức 30fps. Thế còn đối với cả IQ Neo thì sao? Thì bởi vì là cái chiếc máy này có một điểm mình rất là không thích, đó là cái AI cũng như là những cái bảo mật của cái phần mềm Vivo đã trang bị ở trên chiếc máy này nó can thiệp quá sâu. Thế nên là mình không thể nào mà đo được game band để mà show ra cái biểu đồ FPS cho các bạn được. Thế nhưng mà cái hiệu năng mà cho ra thì rất bất ngờ. Khi mà cái mức đồ họa các bạn để ở mức HDR nhá, nhưng mà cái frame rate các bạn để được ở mức 40fps cơ. Và đây mình cũng test những cái setting còn lại thì y như ở trên chiếc iPhone luôn, đó là bật đồ bóng, bật khử răng cưa cũng như là tắt cái tự động điều chỉnh đồ họa. Thì các bạn thấy không, chúng ta có một cái mức FPS nó rất là đều ở mức 40 luôn. Vừa rồi thì vừa vào game nó hơi bị drop xuống một tí thôi, thế nhưng mà tí nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy những cái trường hợp để xem rằng là nó đều như thế nào. Nói chung là chúng ta không cần cái biểu đồ FPS gì cả, bởi vì quả thực mà nói cái chiếc IQ Neo này nó cho ra một hiệu năng nó rất là ổn định ở mức 40fps HDR. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ di chuyển nhá. Đó, không hề có hiện tượng giật lag gì luôn. Nhìn chung thì cái phần FPS trung bình của chiếc IQ Neo này nó phải hơn đến tận 10fps so với cả cái chiếc iPhone 7 Plus ở mức HDR. Và cá nhân mình thấy thì đây là một cái điểm mà IQ Neo cho ra nó là hơn hẳn so với cả iPhone 7 Plus. Về cái phần đồ họa thì mặc dù là iPhone 7 Plus mình vừa khen là nó rất là đẹp, nó rất là mịn, nó rất là sướng, thế nhưng mà đối với IQ Neo thì cái đồ họa cho ra nó cũng không hề kém gì cả. Các bạn được FPS cao hơn nhưng mà phần đồ họa thì nó vẫn rất là tuyệt hảo. Thì cá nhân mình thấy rằng là đây thật sự là một cái món hời trong tầm giá. Đây, mình đang chạy ở ngoài đồng và các bạn thấy không? Mức FPS rất là dữ đều ở mức 39, 40, thậm chí là 41. Đó. Và kể cả các bạn có làm bất cứ thao tác gì ở cái mức HDR 40fps thì cái chiếc máy này nó cũng cho ra cái FPS nó là rất là đều ở loanh quanh 40fps. Thật sự mà nói thì nó đã xử đẹp cái chiếc iPhone 7 Plus ở trong cái tựa game này rồi.
Thế còn về cái phần nhiệt độ thì sao? Bởi vì là Vivo quảng cáo rất là nhiều về cái phần nhiệt độ của chiếc Iqoo này, thì mình cũng có đo được nhiệt. Mình có chơi một trận đối với cả iPhone 7 Plus thì cái nhiệt độ đo ra với iPhone 7 Plus là khá cao. Nhiều chỗ thì lên tận 42 độ. Thế nhưng mà cái nền nhiệt của chiếc Iqoo này thì nó mát hơn tương đối từ 1 đến 2 độ. Và cá nhân mình thấy thì nếu như các bạn ưu tiên chọn biểu hiệu năng thì chắc chắn là Iqoo nó sẽ làm cái gì đấy nó ok hơn, nó ngon hơn so với cả iPhone 7 Plus. Thế nhưng mà nếu như mà so về những cái thứ khác thì chưa chắc rằng là Iqoo ăn được đâu, bởi vì iPhone 7 Plus còn cho chúng ta một cái giá trị thương hiệu cũng như là những cái giá trị về hệ điều hành iOS rất là ngon. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thực sự là mình cảm thấy rất là bất ngờ với cả cái kèo này, bởi vì là Iqoo cho ra một kết quả mà vượt khá là xa so với cả iPhone 7 Plus. Và có lẽ là đó cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái kèo test game nho nhỏ về cái tựa game PUBG Mobile cũng như là đo nhiệt đối với cả chiếc Iqoo này. Cá nhân mình thấy thì chiếc Iqoo này hiện tại đang là một trong cái chiếc máy mà xách tay ngon nhất trong tầm giá của nó, kể cả hiệu năng lẫn về cái chất lượng build rất là chắc chắn và cứng cáp. Cái điểm mà mình chưa thích lắm đối với cả Iqoo thì có lẽ là về cái phần can thiệp phần mềm, khi mà Vivo họ can thiệp quá sâu cái phần mềm này, và kèm theo đó thì những cái phông chữ này nó cũng chưa thể nào mà được Việt hóa. Về cái vấn đề ROM này, mình nghĩ rằng là các bạn sẽ phải chấp nhận khi mà lựa chọn cái chiếc máy xách tay thôi. Và đối với cả iPhone 7 Plus thì mặc dù là nó hơi bị thua thiệt một chút so với cả chiếc Iqoo mà chúng ta vừa mới so sánh, thế nhưng mà những cái mẫu iPhone mà trên nó một chút như là iPhone 8 hay iPhone 8 Plus thì cái sức mạnh của nó vẫn là rất là tuyệt vời. Nếu như bạn đang quan tâm đến những cái mẫu iPhone mới chính hãng như là iPhone 8 hay 8 Plus mà hiện tại cái mức giá của nó đang hạ khá là nhanh, thì hoàn toàn có thể tham khảo tại website của Cellphone S, mà đường link dẫn tới thì mình sẽ để ngay ở phần mô tả bên dưới. Ok, và hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này. Cái video đánh giá nhanh chiếc Iqoo cũng như là test game nho nhỏ đối với các chiếc iPhone 7 Plus cũng sẽ kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào ra trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.